Đây như này là đến giờ ông vài tiết nhá. Đây, thời tiết hôm nay là thời tiết thu đông, đến giờ ông đi vài tiết rồi đấy. Còn báo cáo quý vị còn các bạn thì trở lại với kênh YouTube Kỹ thuật Nông Phương. Xin chào quý xin chào mừng quý bà con và các bạn. Trở lại với kênh thì hôm nay có hai cháu ở dưới Hải Hậu đến đây. Cháu Hải Hậu, cháu tên là gì đây? Cháu tên Nguyên ạ. Cháu tên là Nguyên, ở vừa làm công tác là bán vé máy bay và cũng nuôi ong. Thế hôm nay cũng lên cái trại ong kỹ thuật ong Linh Phương và tham khảo học hỏi một số các cái công việc về kỹ thuật ong mọi người nhé. Thế hai anh em lên đây thì có cả cháu Viên nữa. Cháu Viên kia, cháu Viên đang xem ong đây. Hai anh em từ sáng giờ lên nhà tôi thì đã từ sáng giờ đã anh em đã tham khảo trại ong rồi. Đấy. Đàn ấy cũng chia rồi. Vâng vâng. Hai cầu. Chia từ cái đàn kia sang. Cầu sáng đẹp quá. Đây là đây là cháu Viên. Vâng, xin cháu Viên chào mọi người nhé. Cháu nuôi ong trên toàn quốc. Cháu Viên đây cũng Hải Phòng, à Hải Hậu. Vâng, vâng. Thế thì đang lên tham khảo cái trại ong của tôi. Vâng, vâng. Và tôi chia hết lượt rồi. Anh em lên muốn mua một cái cầu chúa ong. Vâng. Đấy, cho xem là đàn ong vừa rồi chú chia có đẹp không? Vâng, đẹp. Cầu sáng. Đấy, cầu sáng đẹp. Cầu này cầu mới xây đấy ạ. Cầu mới hết, hai cầu mới xây đấy. Vâng, mới xây. Đàn là thay chúa rồi. Vâng, vâng. Chúa này là chúa trẻ ạ. Chúa trẻ đấy, chúa vừa thay vừa rồi. Vâng. Đàn ong có hai cầu chú chúa. Chia hết rồi. Vâng. Đấy. Đấy cái lưới quân nó vừa nổi ra đấy. Vâng vâng. Mặt trời sáng. Đây anh em hôm nay thì mãi Hải Hậu. Đây con chúa mới đây bác ạ. Ừ. Chúa trẻ đây. Đây. Đấy chúa mới đấy toàn xanh đấy. Vâng, nhanh. Đấy, nhanh, con chúa trẻ đấy. Ừ. Vâng vâng. Đấy chúa nhanh. Vâng. Đây ạ. Đây đấy. Đây ạ. Ừ chúa nhanh. Đúng ạ. Với thầy đây. Đây. Chú... đây nó nhanh đây. Vâng vâng. Đấy, đấy con chúa trẻ đấy. Đấy. Cẩn thận là nó bay vù đi đấy. Chúa trẻ là rất nhanh. Cái đàn này thì chia từ cái đàn số bên kia sang. Thế thì báo cáo quý bà con các bạn ở đây hai anh em là mãi tỉnh dưới Hải Hậu lên sáng nay. Thì trưa thì đã ở nhà mình ăn cơm, một bữa cơm thương thiện ở Hòa Bình rồi. Thế thì anh em chiều nay, nghỉ lại trưa là chiều nay thì mới tham quan cái trại ong của mình nhé. Thế ra xem cái đàn ong để tham khảo về vấn đề ong lực. Đang ở dưới Hải Hậu hiện nay là đang kém, không có ong đực. Thì các cháu muốn mua một cái đàn ong đực và mua những cầu chúa về nhà để chia cái đàn ong ở nhà. Thế chú Viên ra xem cái đàn ong đực đây. Đây ở trên này lắm ong rừng cứ phải đánh cái này đây này. Ở đông bằng đây không có, đây chết đây này. Để cho xem chết nhá. Đấy, thấy chưa, ong rừng đây đấy, nó nhiều ong rừng này đấy, phải nuôi đàn ong mạnh. Đây cái đàn này, ong này là đàn ong nuôi ong đực đây. Đây đúng rồi. Cháu mở xem này, có đúng là đàn lắm ong được không? Nâng lên cho có thấy lắm ong được không? Cái đàn này đàn chú tạo ra ong được đấy. Thấy ong được nhiều không? Nhiều ạ. Đang cái độ tuổi quá nhiều ong được luôn. Đấy, đàn tạo được đây toàn ong được đen hết để phôi giống cả trại luôn. Ba cầu đều đầy ong được này hết. Nếu mà cháu ở nhà trại ong ở nhà mà không có ong được thì làm nó một đàn ong được như thế này. Đấy, thấy ong được chưa? Đây. Nó tạo được kia này. Ở nhà của cháu có thấy ong được đen này không? Không có ạ. Không có được. Đây ong được nó vẫn ở tiếp, đây ong được thì vẫn ở tiếp đây. Đúng. Toàn ong được đây. Ong được đến tuổi phôi giống rồi thì mình sẽ tạo chúa. Đấy. Thông tin vé đã chuẩn chưa anh ơi? Đấy cho thấy ong được không? Chú nuôi tạo được đây là công được đây. Về nhà nó nở những cái này mà phôi giống thì tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Thưa ong được rồi. Một đàn ong được này có mà phối đến cả trại ong cũng thoải mái. Đấy. Thế ong của cháu ở nhà có thấy ong được không? Cháu mua này không có được. Mua không có à? Ừ. Không có do ong yếu không chăm sóc được. Đây này, ong được đây. Đấy, nó cứ nở liên tiếp ong được. Đây là cái đàn, đàn này là cái đàn mà mình phải tạo dựng để cho đẻ ong được. Ở trong trại là phải có vài đàn ong được như thế này. Để cho nó thoải mái để lấy giống tạo được. Vâng ạ.
Đây anh em ở dưới máy tỉnh Hải Hậu thì lên tham quan một số cái mô hình kỹ thuật của mình nuôi ong. Trong đó là có tạo ong được sớm và chia đàn sớm. Và những cái đàn ong thủng kế nuôi hai chúa. Để tí nữa cháu sẽ xem. Không thế được. Được, cứ để đấy. Đây và cáo quý bà con và các bạn thì mình cũng đã chia đàn đợt 2 rồi. Và chúa đợt 2 đã đẻ rồi và tiếp tục làm di chủng chúa tiếp theo. Ở kia là có hai đàn làm chúa kìa. Đàn đấy thì mới di chủng hôm qua. Ừ, đàn đấy cũng mới di chủng. Đây, xem cái đàn này cũng được. Đàn tụt xốp đây. Thôi kệ nó, kệ nó. Đấy. Di chủng chúa có một lượt. Ba cầu rút đi hai, còn để hai cầu để tạo chúa. Đấy, nhộng đẻ đẹp. Mật ăn phải no vít nắp của ông của cháu có nó vít nắp này không? Có rồi. Cũng phải ăn vít nắp này nhá, vâng. Nhộng phải có như thế này. Đấy. Cầu trong là cầu chúa, cầu tạo chúa đấy. Bác mới mới di trùng. Di trùng trùng cò. Ừ. Đây mới di trùng là mới di trùng là không di trùng lại. Thì đàn này tiếp thu ít. Vâng. Nhưng cái đàn dưới kia thì trùng tiếp nhiều hơn. Đây chỉ cần di trùng đơn là nó cũng tốt và không kém gì trùng dùng kép rồi. Đây các xem cái kỹ thuật nuôi ong thủng kế không? Cứ để đấy chứ nữa chui ra chứ đậy. Cứ để đấy. Đây cái thùng kế này là cái thùng kế hai tầng thì trước đây là tạo chúa cái thùng kế đây. Nhưng mà hai lần khai thác chúa rồi thì lại để lại một mũ chúa, cắm lại thì nó nở rồi. Và tầng dưới là con mũ chúa này. Con chúa sắp sắp đẻ này. Đây cái chúa ở cái tầng kế nó đẻ nở đây. Tầng kế dưới nở đây. Còn tầng trên là tầng trên chúa đẻ nhé. Mùa này nó cũng đã ong hai tầng đấy. Chúa trên vẫn đẻ. Ở chúa tầng dưới chuyển lên tầng trên cho đẻ. Đấy. Trước là cái tầng trên này mình tạo chúa. Vâng. Nhưng sau đó chuyển xuống tầng chúa dưới tạo chúa rồi thì khai thác hết mũ chúa ta lại cắm lại mũ chúa. Đấy. Thì nó lại nó thở thành hai đàn ong nhá. Đây. Mình để lại cái mũ chúa tầng dưới thì nó nở rồi. Để đi cửa hông. Là cái đấy tối đi cửa hông. Vâng, đi cửa hông. À, nó mới lên nó đẻ lại mà. Vâng. Đàn tạo mấy đời cầu chúa rồi. Đây gọi thùng kế. Thùng kế này hôm bán là họ bê nó là thớt rồi. Vâng. Hôm bê luôn thớt, bê cả chúa luôn. Bê cả hai cầu luôn. Thì hiện tại bây giờ nó chỉ còn có ba tầng cầu trên và hai cầu dưới. Còn trước của nó là hai tầng kế bán rồi, nó là bảy cầu cơ. Nhưng bán với hai cầu kế rồi, hai cầu kế cùng với kèm chúa bán cái thớt trên rồi. Cháu muốn xem thớt dưới thì bê lên. Bê thớt trên lên là xem thớt dưới mà. Đấy, bê thớt trên này. Xem thớt dưới này. Thì chúng ta cách một cái lưới này và một cái tấm cách này. Đây chúa dưới là bắt đầu là chúa tơ mới thay. Thì chúa nở rồi thì chưa chắc đã đẻ đâu. Đây. Đấy. Cái là cái tầng kế lửng. Vâng, kế lửng. Kế lửng mình gửi về đây. Chứa mặt. Ừ, chứa mặt kế lửng. Còn cái hai cái cầu này là cái cầu kế nguyên. Thì mình cắm ở dưới là dưới có một chúa nữa. Nó nở hết rồi. Mình cắm mũ chúa bắt đầu nó nở rồi. Nó chưa đẻ đâu. Phấn tốt nhỉ. Ừ. Có phấn không? Phấn có, phấn cỏ kim vàng. À, phấn cỏ kim vàng. Chúa chưa đẻ lại. Vâng. Chúa tơ mà. Đấy.
thì Chúa đã, Tơ đã đi phơi giống ở cửa dưới. Mình nhờ cửa phơi giống Chúa Tơ cửa dưới và đi mở rộng thế này. Đây thùng kế nha mọi người nhá, mình có một số thùng kế như thế này, nuôi hai đàn ong. Chúa giờ này nó đi phơi giống đấy. Nó mới nở được mấy ngày hôm nay thì chưa chắc nó đã... Nó chưa đẻ đâu. Đấy thì là hai cầu, ba cầu tầng trệt và ba cầu tầng trên. Thì khách đã mua cầu Chúa rồi, mình đã bán hết cả cầu Chúa và một cái thớt rồi. Bán thớt trên lại chuyển ở dưới lên là lại thành thớt nữa. Rồi bây giờ cháu sẽ đẩy lại và tham quan một cái thùng nuôi ba Chúa nhá. Vâng, như vậy đã đậy xong cái thùng kế rồi thì là Chúa ở tầng dưới. Chúa ở tầng dưới thì bắt đầu là mình cắm lại thùng Chúa tầng dưới và đã khai thác để ra cái tầng dưới để cho nó phơi giống, nó về nó đẻ để chúng ta dưới được đàn ong. Và tầng trên cũng có một cái đàn ong nó đi ở cửa ngang. Đấy là cái phương pháp gọi là nuôi thùng kế nhá. Thùng kế hai con. Vâng, đây thì tiếp theo cháu viên để tham quan một cái dàn Chúa của mình tạo ở cái trại ong số 3. Thì cháu đặt mua một cái cầu Chúa này nhưng mà hôm nay chưa lấy được. Thì cầu Chúa này thì ít nhất phải 4 ngày nữa mới được vào lấy. Đấy là cầu ong để nuôi. Nó là 4 cầu. Cái cấp tạo đấy. Cấp tạo. Đưa cho phá đi. Cái cấp tạo thì không cần cấp tạo mình có thể phá đi. Thôi cháu cứ để đấy được, xem cái cầu Chúa để mai nó phá. Cứ để đấy được, cấp tạo thì sẽ phá thôi. Thế nhưng mà xem nó nuôi dưỡng ở trong cái cầu Chúa nào. Đấy, đây là cầu Chúa nhá. Cháu dung nhẹ thổi nhẹ đi cho nào. Bồ. Cầu Chúa có đẹp không? Đẹp ạ. Ừ đấy. Đây là cháu ở dưới Hải Hậu, đang đặt mua một cái cầu Chúa này. Nhưng hôm nay thì chưa khai thác được, thì phải 4 hôm nữa nhá. 4 hôm nữa thì cháu mới được lấy cái cầu Chúa này. Đấy, 4 hôm nữa được lấy cầu Chúa này nhá. Thì non đến này là không vận chuyển được. Và hôm nay là lên tham quan và đặt mua một cái cầu Chúa. Thì hôm nay cầu Chúa này chưa khai thác được. Thì ít nhất là phải 4 hôm nữa mới được khai thác cái cầu Chúa này là vào 9-10 ngày. 10 ngày mới được khai thác cầu Chúa này. Hôm nay mới được ngày thứ 5. Thì là 5 ngày nữa mới được khai thác cầu Chúa này. Tức là phải 10 ngày mới được khai thác tổng cộng từ khi viết nắp. Và có đặt mua một đàn Chúa, một cầu Chúa. Và đàn ong giống có ong được để về Hải Hậu chia tổ và thay Chúa. Vâng, đây là toàn thể trại ong nhé mọi người. Đây chia hết lượt đấy cháu. Vâng. Chia hết lượt đấy. Vâng. Vâng, xin giới thiệu với mọi người là đây các cháu lại đến xem một cái đàn ong thùng kế của tôi. Kế này là đàn ba đàn ong ba đàn nhá. Đây là cháu này. Đây là cái nửa bên này là phân đôi thì cái phần dưới K2 dưới chẹt này là nuôi hai đàn ong. Nuôi hai đàn ong và hai Chúa hai bên. Đấy thì cái đây nhá, cái chỗ này thì là ngăn đôi. Một Chúa đẻ bên này và một Chúa đẻ bên này. Và đây là một Chúa. Tức là đàn ong nó có ba Chúa. Thì xem tầng trên này, còn tầng dưới nó có hai Chúa đẻ rồi. Thì nó cũng giống như cái tầng kế lúc nãy, nhưng mà ở dưới tầng kế này thì nó có hai đàn ong. Tầng kế này nó có ba đàn ong để nuôi chống rét. Đấy. Đây con Chúa đây ạ. Ừ, Chúa đấy, Chúa đẻ tầng trên đấy. Một Chúa tầng trên. Chúa tầng trên đang đẻ. Hai cầu. Mùa rét cũng không cần nhiều cầu đâu, chúng ta chỉ nuôi thế này thôi. Còn tầng dưới là hai đàn ong. Tầng dưới là hai đàn ong cháu nhé. Tầng trên là một đàn ong. Là trong đàn ong này là trong cái thùng kế nó có ba đàn ong. Đây nó có tấm Chúa nó không lên được, hai đàn ong ở dưới, hai con Chúa đẻ bên dưới. Thì bây giờ sẽ cho ăn như thế này, bằng cái máng màu vịt để cửa này nó cho ăn đây. Nó đang ăn đây. Không cần để mở trên ra. Thấy ai không? Ngăn đôi ở dưới rồi, nó có một cái ván ngăn thôi thì mùa đông chúng ta nuôi thế này rất ấm. Khi là mùa hè đi lấy mật chúng ta lại rút nó ra, để một đàn thôi. Đấy.
Đấy là cái phương pháp gọi là nuôi thùng kế ba đàn ong vào mùa đông cho những người thích vui chơi giải trí, cho những người thích đam mê thì chúng ta nuôi thế này vừa gọn mà vừa cái ngắm cảnh. Đấy, rất nhiều kiểu. Thế thì vâng, trước khi thì dừng video thì hai cháu ở dưới Hải Hậu lên tham quan một số cái nội dung chương trình. Chào cùng mọi người tham khảo trên kênh. Xin chào bà con. Vâng, xin chào. Như vậy là báo cáo quý bà con các bạn thì đấy là các cháu ở dưới mãi ở dưới tỉnh Hải Hậu lên tham quan một số cái mô hình và có đặt mua một số cái cầu chúa và đàn ong lực của tôi về để chia đàn tại đồng bằng thì tháng 5 mới lại lên trên chuyển ong như thế này. Sau khi thu vật nhãn xong thì các cháu lại hẹn điểm và nhờ đặt thế này. Vâng, video này hết, chia sẻ với bà con các bạn. Chúng ta thấy hay chia sẻ để lại lời bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.